Câu chuyện dạy thêm học thêm đã và đang gây nhức nhối dư luận. Trên thực tế, nhu cầu học thêm trong nhà trường là có thật. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở giáo dục lại có hiện tượng biến tướng. Nhà trường lợi dụng điều này để ép buộc các phụ huynh không có nhu cầu cũng phải tham gia. Câu chuyện dạy thêm học thêm thì các trường càng ngày càng làm, có thể nói là thoải mái hơn. Và họ lách bằng những cái lá đơn tự nguyện của phụ huynh với cái lý do đây là nhu cầu của phụ huynh. Nếu như họ không cho con học thì con họ sẽ phải lang thang ngoài sân trường, hoặc là con họ sẽ phải đón sớm, bắt buộc họ sẽ phải cho con vào những cái lớp học thêm như thế. Thì tất cả những cái phương thức như vậy phụ huynh đã phản ánh rất là nhiều. Rõ ràng đây không phải là phụ huynh tự nguyện, mà ở đây là cái câu chuyện chúng ta đã cho rất là nhiều cơ sở lách luật. Các chuyên gia giáo dục cho rằng, có nhiều người làm trong lĩnh vực giáo dục lấy lý do lương thấp để biện minh cho hành động dạy thêm có chia phần trăm hoa hồng mà hàng loạt trường học đang thực hiện. Thế nhưng nếu không muốn hủy hoại nền giáo dục, cần phải loại bỏ tư duy, không dạy thêm giáo viên sẽ nghèo. Một là vấn đề góc độ chủ quan của người giáo viên. Họ coi việc dạy thêm như phương thức kiếm sống, phương thức để tạo ra thu nhập, để bù đắp vào cái chi phí cuộc sống. Chứ đừng nói câu chuyện là nghèo. Nhiều giáo viên ở bộ môn khác nghèo hơn nhưng họ không làm. Nhưng giáo viên chính họ lấy điều đó làm cái phương tiện để họ làm. Cái thứ hai là cái hệ thống giáo dục của chúng ta cái vận hành của nó chúng ta chưa kiểm soát tốt, dẫn đến là cái câu chuyện đầu tư nó không được đồng đều giữa các địa phương khác nhau. Nó không đồng đều trong một địa phương, nó không đồng đều giữa các cơ sở giáo dục khác nhau, và trong một trường cũng không đồng đều về các lớp học khác nhau. Thì nó dẫn đến cái câu chuyện là học thêm nó giống như một cái nhu cầu tất yếu mà học sinh cần có, phụ huynh cần có để con mình đạt được cái mục tiêu của mình trong giáo dục. Trước vấn nạn dạy thêm học thêm hoành hành, nhiều phụ huynh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần vào cuộc, có chỉ đạo rà soát hoạt động dạy tăng cường, dạy thêm của các trường trên toàn quốc.